là thầy đã tốt nghiệp tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ và có nhiều năm sống ở bên đó. Vậy thì theo thầy, đạo Phật ở Ấn Độ có thể phát triển được không? Và cái sự khác biệt giữa cái quan điểm Phật giáo của người Ấn và người Trung Hoa, người Nhật, Đại Hàn, Việt Nam như thế nào? Thật ra thì chúng tôi không có tốt nghiệp tiến sĩ về Phật học mà tốt nghiệp tiến sĩ về triết học. Thì trong chương trình triết học thì chúng tôi học cả triết học phương Đông lẫn triết học phương Tây, và đặt nhấn mạnh về triết học của Ấn Độ nhiều hơn. Thì sau những năm tu học tại bên Ấn Độ thì chúng tôi cũng có cái dịp đi tham quan các cái trung tâm Phật giáo của người Ấn Độ, trung tâm Phật giáo của Tây Tạng, các trung tâm Phật giáo của Tích Lan và trung tâm Phật giáo của những cái nước Phật giáo trên khắp thế giới có mặt tại bốn Phật tích. Thì thực ra chúng ta thấy rằng là nó có rất nhiều cái khó khăn trong cái con đường phục hưng Phật giáo tại một đất nước mà nó đã từng là ánh sáng hoàng kim của nước này, và nó cũng chính là một cái nhu cầu tâm linh rất là lớn từ ngàn xưa mà ngày nay nó không còn nữa. Những cái khó khăn đó nó có thể bắt nguồn từ một cái truyền thống văn hóa của Bà La Môn giáo, một cái nền văn hóa hoàn toàn của giai cấp. Chính vì vậy mà khi mà Hồi giáo xâm lăng đất nước Ấn Độ đó, chúng ta thấy rằng là các công trình của Ấn Độ giáo họ không có đả phá, họ không có tàn phá nhiều như là những công trình kiến trúc, nghệ thuật hay là học đường của Phật giáo. Là bởi vì cái nền tảng của Ấn Độ giáo đó là vẫn chủ trương là tôn thờ một vị Phạm Thiên, và đổi một vị Phạm Thiên đó trở thành một đấng A-la đó, thì cái công việc nó không khó khăn lắm. Và những người Hồi giáo cũng nhìn thấy được rằng là cái sự phát triển của đạo Phật ở Ấn Độ cách đây mấy thế kỷ đó, nó sẽ làm cho ảnh hưởng của Ấn Độ giáo bị giảm đi một cách rất là tối đa. Và từ đó họ có thể đi đến kết luận rằng sự hiện hữu của đạo Phật chính là một cây gai cho sự phát triển của Hồi giáo và các tôn giáo hữu thần nói chung. Khi đó họ đã nhắm vào đạo Phật tàn phá các công trình kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa và nhất là học đường của Phật giáo, mặc dầu Bồ Đề Đạo Tràng vẫn còn được sừng sững ở một cái gì đó rất là may mắn còn lại mà chúng ta thấy như là tới hiện tại. Thì như vậy là cái giới hạn về cái khó khăn về cái đối chọi hay là đối thoại liên tôn giữa đạo Phật và các tôn giáo khác là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là khó để giúp cho những người Phật tử hay là những người dấn thân tinh thần đạo Phật ở Ấn Độ một cách thành công. Là bởi vì hiện tại đó là những nhà Phật giáo đó có nhiều nỗ lực, nhưng mà thành công của họ không lớn là ở chỗ là bởi vì cái nền tảng văn hóa nhất thần đa thần nó đã bám rễ rất là sâu trong đầu óc tâm linh và truyền thống của những con người Ấn Độ giáo và Hồi giáo tại đất nước Ấn Độ. Và do đó khi mà mình giới thiệu một cái truyền thống do tâm linh mới đó, thì mình giới thiệu ở một cái cách thức mà họ khó có thể chấp nhận được lắm, là bởi vì cái nền văn hóa của họ không thể chấp nhận những cái mà hoài của họ được. Cái thứ hai nữa đó là những nhà Ấn Độ giáo họ sử dụng một cái chiêu thức mà chúng ta tạm gọi là chiến tranh tôn giáo, là chiến tranh tâm lý tôn giáo, là họ liệt Đức Phật vào một cái dạng gọi là hiện thân thứ chín của thần Vishnu. Có nghĩa là thay vì chúng ta đến với đạo Phật là một cái đạo con, thì họ khuyên khích chúng ta là đến với đạo Bà La Môn giáo như là một đạo mẹ, là bởi vì Đức Phật cũng chính là hóa thân của thần Phạm Thiên ở góc độ này hay là góc độ khác. Và chúng ta vẫn được biết rằng là quần chúng thì không hiểu đạo Phật một cách sâu sắc, cũng không thể hiểu gọi là đạo Bà La Môn một cách sâu sắc. Thế là những sự đồng hóa về phương diện Đức Phật như là một hóa thân của một thần Phạm Thiên á, làm cho mọi người cảm thấy là gần gũi với đạo Phạm Thiên nhiều hơn là gần gũi với Đức Phật. Và đó là một cái cách thức mà làm cho người ta rất khó có thể tiếp cận với Đức Phật, với đạo Phật một cách có hiệu quả. Cái thứ hai nữa là cái truyền thống giai cấp của người Ấn Độ là một cái cản lực rất là lớn. Từ cái cản lực này đó, thì những nhà chính trị tôn giáo của Ấn Độ giáo và Hồi giáo nói chung á, họ đưa ra một cái chiêu bài, đó là người đến với đạo Phật là những người cùng đinh. Thay vì đến với đạo Phật là được giải phóng cái thân phận gọi là khổ đau, cái thân phận gọi là nhỏ bé của mình, cái thân phận gọi là giai cấp thấp bé của mình, thì ngược lại họ nói rằng đó là cái tôn giáo mà chỉ dung chứa những con người hèn hạ nhất ở trong xã hội. Thì như vậy cái chiêu thức này nó đã làm cho những người tri thức, là những nhà chính trị, những nhà quân sự, những nhà kinh tế của Ấn Độ giáo, của Hồi giáo cảm thấy rằng là mình đến với đạo Phật thì bỗng dưng rằng là cái giá trị của mình nó bị thấp xuống. Là từ cái sự mà gọi cô lập về phương diện xã hội, chính trị, văn hóa, kiến thức, học đường, v.v.
nó làm cho nhiều người gọi là cảm thấy đạo Phật là một cái gì đó rất là xa lạ với họ, và đạo Phật chỉ là một cái chất liệu thực phẩm tâm linh dành cho những người thấp kém đó, chứ không phải là dành cho quảng đại quần chúng giống như nó đã từng ở trong lịch sử của Ấn Độ ngày xưa. Kế đến nữa là từ cái quan điểm đó thì phần lớn những nhà sư Phật giáo tại Ấn Độ đều là những người xuất thân từ giai cấp thấp bé, và do đó cái tiếng nói của họ khó được những người ở giai cấp cao lắng nghe lắm, mặc dù họ nói có thể là chân lý, họ nói có thể là giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà cái vai trò vị trí xã hội đó cũng là một cái gì đó để cho người ta dễ dàng chấp nhận mình, và cái chân lý của mình tuyên bố ra dễ dàng được người ta gọi là ứng dụng và hành trì. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta thấy rằng là trong kinh điển Đức Phật nói rằng là Đức Phật xuất thân từ một giai cấp Bà La Môn, rồi trở thành những con người vua chúa rất là giàu có, từ bỏ cung vàng địa ngọc đi tìm một cái con đường xuất gia giải phóng gọi là con người ra khỏi những cái ách nô lệ của khổ đau vật dục mà con người đang đối đầu. Và từ cái con người dấn thân như vậy, họ mới cảm thấy rằng con người này là một con người lãnh đạo cả cái tập thể của những người gọi là trí thức cao cấp nhất của xã hội, lãnh đạo cả luôn những con người quân sự cao cấp nhất của xã hội, lãnh đạo luôn cả những cái thành phần gọi là tinh thần cao nhất của xã hội, cho nên họ theo một cách dễ dàng hơn. Còn hiện tại thì các nhà sư Ấn Độ không có được cái cơ hội đó, xuất thân từ gia đình thấp kém, cho nên là cái giá trị chân lý mà họ công bố ra khó được người hợp tác gọi là tiếp nhận một cách rất là hiệu quả. Kế đến là có những cái giới hạn ở bên trong nội bộ Phật giáo, là bởi vì người Ấn Độ là những người rất là truyền thống, và từ cái truyền thống đó cho nên họ có thể khó có thể chấp nhận được những cái hình thức truyền thống Phật giáo khác có mặt ở trên đất nước của họ. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là không có những cái cuộc gọi là hợp tác một cách rất là công khai, chính thức, có hiệu quả giữa Phật giáo Ấn Độ với Phật giáo của Đức Đạt Lai Lạt Ma, giữa hai Phật giáo này với Phật giáo của Tích Lan, một cái Phật giáo đã từng mang lại cái sự phục hưng cho Phật giáo Ấn Độ trong cái thế kỷ gọi là hai thế kỷ vừa qua. Và dĩ nhiên là nó cũng không có những cái cuộc hợp tác một cách rất là hiệu quả giữa Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Tích Lan, Phật giáo Tây Tạng và cái thế giới Phật giáo còn lại của những nước gọi là có Phật giáo, gọi là đang đặt những cái nền tảng văn hóa Phật giáo của mình ở tại bốn cái khu Phật tích. Từ những cái khoảng cách đó, từ những cái giới hạn đó mà chúng ta thấy rằng là sự hiện hữu của những ngôi chùa, của những nhà sư, của những vị sư cô, của những người Phật tử ở trên đất Phật chẳng qua chỉ gợi là một ký ức về một cái đạo Phật vàng son, vàng son ở trong quá khứ, chứ không phải là một đạo Phật đang thực sự sống ở trong lòng của con người của Ấn Độ. Chính vì vậy mà nó khó có thể thành công được lắm. Chứ tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có rất nhiều vị Bồ Tát, có rất nhiều vị A-la-hán, có rất nhiều vị gọi là mang cái tâm lượng hỷ xả, mang cái tâm lượng gọi là vị tha, mang cái tâm lượng mà mình có thể ngồi với những người khác với mình, thì mới có thể làm một cái công cuộc gọi là thành công về phương diện hoằng pháp ở đất nước Ấn Độ. Còn bằng không, nếu chúng ta làm rề rạc Phật giáo Tây Tạng phục vụ cho cộng đồng của những người Tây Tạng và những người phương Tây tản độ, còn Phật giáo Ấn Độ phục vụ cho những người thuộc giai cấp pháp thấp của Ấn Độ, còn Phật giáo Tích Lan là phục vụ cho những người gọi là quần chúng của Tích Lan, còn Phật giáo của những nước còn lại ở trên đất nước Ấn Độ là phục vụ cho du khách hành hương mỗi một năm trở về xứ Phật mấy lần để mà chiêm bái tìm phước báo, thì chúng ta thấy rằng là cả thế giới con người Ấn Độ còn lại chúng ta sẽ bỏ rơi họ. Và do đó sự hiện hữu của chúng ta cũng là một cái gì đó không có lợi cho những con người mà lẽ ra họ cần phải có được cái chất liệu của sự an vui và hạnh phúc đó. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ đã đến lúc mà các cái hội đoàn Phật giáo, các giáo hội Phật giáo, các giáo phái Phật giáo, rồi các đoàn thể Phật giáo từ nhiều nước khác nhau trên thế giới đó cần phải ngồi lại với nhau, như cái cách thức mà cái hội thảo của Phật Quang Sơn đã đề ra, hoặc là hội thảo của nhiều cái tổ chức Phật giáo khác trên thế giới đó đã làm trong quá khứ và hiện tại, cần phải dấn thân và cần phải mổ xẻ nhiều hơn nữa, cần phải đoàn kết lại với nhau, bỏ qua những cái khác biệt về ý thức hệ chính trị, bỏ qua những cái khác biệt về gọi là vị trí xã hội, bỏ qua những cái khác biệt về cái tông chỉ giáo phái mà mình hành trì, bỏ qua những cái khác biệt về màu da sắc tộc phong văn, để chúng ta có thể dấn thân làm cho đạo Phật ở Ấn Độ có thể trở thành một lần nữa một cái đạo vàng son đã từng ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và tâm linh của những người mà trước đây họ đã từng là Phật tử mà bây giờ họ trở thành những con người của Hồi giáo hay là những con người của Ấn giáo. Kính thưa thầy, cái nhận xét của thầy về cái Phật giáo Ấn Độ rất là sâu sắc, và con cũng có đi qua bên Ấn Độ 5 tháng, và con thấy rằng thì là đúng như thầy nói là chỉ có những người mà thuộc cái giai cấp thấp kém là theo Phật giáo thôi. Và trong cái thời là thầy hoạt động ở bên đó thì có một cái cuộc gọi là quy y
dự trù là hình như là hàng một cả triệu người, nhưng mà rồi bị cản lại, có đúng vậy không? Dạ, cái lễ quy tập thể đó đó, nó được xem là cái lễ quy tập thể lớn thứ hai trong lịch sử của Phật giáo trong thời hiện đại. Cái lễ quy thứ nhất là do Bồ Tát Emperor tổ chức cách đây vài chục năm, và nó đã tạo ra một cái làn sóng gọi là đổi đạo từ những người giai cấp thấp của Ấn Độ giáo trở về với đạo Phật. Và dĩ nhiên là cái phong trào đó đó nó chỉ có giá trị ở mức độ rất là nhất định, đó là chuyển hóa làm cho họ mất đi cái vị trí thấp hèn mà những con người Ấn Độ giáo đã gán lên họ dưới hình thánh, dưới hình thức của những quyển kinh thánh Vệ Đà. Rồi khi mà họ đến với đạo Phật thì dĩ nhiên là chúng ta thấy rằng là nó không được cái sự chăm sóc về tinh thần và tâm linh giống như chúng ta đã từng ước muốn, mà chúng ta đã từng thấy ở trong lịch sử vàng son của đạo Phật. Và họ đến với đạo Phật để giải phóng vai trò vị trí của họ, hơn là đến với Phật để tìm lấy những cái giá trị tâm linh cao cấp mà đạo Phật đã cung ứng mà các tôn giáo khác không có, hoặc là có thêm một cách thức khác. Thì tương tự cái cuộc quy tập thể lần thứ hai cách đây vài năm, chúng ta thấy rằng là nó tạo ra một cái làn sóng mới, mà làn sóng này đó nó làm cho con người ý thức được nhiều hơn, bởi vì cái phương tiện thông tin đại chúng ở hiện đại nó là một cái lợi thế, và người ta đã tận dụng cái phương tiện thông tin đại chúng đó để làm cho ý thức về một cái đạo Phật như là một con đường của sự chuyển hóa, đó là một cái gì đó rất là cần thiết. Và nếu chúng ta đến với đạo Phật chỉ thông qua cái cách giải phóng thân phận của mình không, thì đó là một cái sự uổng ích vô cùng. Cho nên cái phong trào đó đã thu hút được rất là nhiều người, mà cuối cùng là vì chính quyền của Ấn Độ giáo họ cản trở bằng nhiều cách thức khác nhau. Ví dụ như chẳng hạn là họ hủy bỏ những cái chuyến xe lửa từ cái địa điểm A đến cái thủ đô Delhi, nơi mà diễn ra cái cuộc cải đạo tập thể đó, hoặc là họ gọi là hủy bỏ bớt những cái chuyến xe buýt liên bang từ bang này sang bang kia, mà họ đã biết rằng là những người đó sẽ tập trung ở một điểm nào đó, thì tất cả những cái phương tiện gọi là giao thông đó họ đã cản trở hết. Cho nên nó là cái số lượng người tham dự theo dự kiến có thể rất là đông, nhưng mà trên thực tế nó có khoảng chừng 50.000 người. Mặc dù là như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là cái ý thức về sự chuyển hóa nó là một nhu cầu cho sự sống, và cái sự chuyển hóa này nó mang lại giá trị rất là nhiều cho những con người cùng đinh ở đất nước Ấn Độ trong cái thời kỳ hiện đại. Và từ cái cuộc quy tập thể thứ hai đó, nó đã tạo ra một cái tiền đề, đó là cứ mỗi lần đến mùa Phật đản, kế đến những cái ngày lễ hội Phật giáo lớn trên thế giới đó, chúng ta thấy là có 5.000 người, 7.000 người đã từng quy tập thể như vậy. Trong khi đó, ở Việt Nam của chúng ta là một nước truyền thống Phật giáo rất là lâu. Ấy thế mà mỗi một cái kỳ quy như vậy chúng ta chỉ độ được là 50 người, 70 người, 100 người là nhiều. Và đó nó là một cái gì rất là thiệt thòi cho những người chưa phải là Phật tử. Thì thông qua cái kinh nghiệm, thông qua những cái hạn chế từ những cái kinh nghiệm đó, chúng ta cần phải làm những cái công cuộc giới thiệu đạo Phật từ những cái phương tiện thông tin đại chúng hiện đại, thấy được cái giá trị của đạo Phật. Mà nếu người nào ứng dụng vào những giá trị này thì cái chất liệu an lạc hạnh phúc họ sẽ có. Và nếu chúng ta làm được điều đó thì bỗng dưng là quần chúng sẽ đến với đạo Phật một cách rất là có ý thức, và đến không phải để giải phóng thân phận của mình, mà đến để chuyển hóa thân phận của mình từ khổ đau thành hạnh phúc, từ một con người phàm thành một bậc thánh. Thì phong trào đó nó chỉ không chỉ dừng lại ở giá trị phong trào của chính trị hay phong trào của thời cuộc, mà là phong trào chuyển hóa tâm linh, và trong phong trào chuyển hóa để sống hạnh phúc an vui ở trong cuộc đời. Cảm ơn thầy. Như vậy tức là phải cần một cuộc cách mạng rất là hiệu quả cho cái không những là cho Ấn Độ mà cho cả thế giới, để mà nhìn thấy được cái sự chuyển hóa thân phận và dấn thân của đạo Phật vào trong